Xin chào cả nhà. Bữa nay em gọi đồ ăn gì nhà ăn nữa nghe cả nhà. Ở đây là có tôm chiên với bột quá cả nhà. Là người ta kêu bằng thăn chua giúp á. Cái này thăn chua giúp là tôm, còn cái này là bột. Bột không nghe cả nhà. Không có, không biết có gì không chứ em thấy nó để là bột không à. Còn cái này là đồ bổi nó cho thêm á. Còn cái này là ớt xào, bánh bao. Bánh bao chiên với cái này bánh cam mà em không biết bánh cam này nó nhưng ở trong của nó là cái gì em cũng gành đó. Bây giờ mời cả nhà ăn chung nghiêm nha. Ở đây nước sốt này, nước sốt này phải chế ở đây nè cả nhà. Đây nha. Mình không chế mình chấm cũng được nhưng mà cái này em chế vô ăn luôn. Cho nó tiện. Khỏi cần phải chấm. Ở đây em có xe đa nữa nè cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn chung em nha. Ăn không được lắm cả nhà. Ở trong nó là thịt nha. Ở đây nó cho là củ cải, là củ cải chua ngọt. Cái này là củ hành trắng, cái này là kim chi. Ngon cả nhà. Để em ăn thử cái bánh bao này coi ăn ngon không nghe cả nhà. Cái bánh bao này á, để lấy ra là phải bỏ riêng, nó bỏ trong cái chỗ đồ xào này nè, có nước ở dưới cả nhà, nó bị nở ra. Ở trên thì giòn ngon lắm nha, ở dưới nó bị nở. Phải đừng bị nước thì ngon lắm nè.
Cái này là tôm nha cả nhà. Thank you.
cái hết cho hộp gạo xào nha cả nhà, hết trơn rồi. Để mang cái bánh này coi nó trong là cái gì nha. Ở trong chỉ là đậu thôi cả nhà. Em ăn xong nha cả nhà. Ở đây em có hộp dao xào thì ăn hết rồi nha. Còn bánh này thì ăn ngán lắm, ăn một cái thôi ngán rồi. Còn mấy cái này toàn là bột mì chiên lên á. Cái này là tôm chiên với bột mì, cái này cũng là thịt heo chiên với bột mì á, ăn rất ngán. Cái này là hai phần nha, em mua cái này, hết cái này là tới hai người ăn lận á cả nhà. Cái phần này là cũng hai người ăn nha, hai cái bánh là hai người ăn á, nhưng mà em ăn hết hai cái bánh và ăn hết phần này luôn. Tại cái này là rau xào á, em thích ăn rau lắm cả nhà. Chứ bột mì thì cũng không thích cho lắm. Nhưng mà cái rau xào này ngon nha. Còn cái này thì em ăn được một ít thôi. Ăn hết mấy cái này chắc là ăn nổi cả nhà ơi. Rau thì em có thể ăn nổi nha. Cái này á để lại chiều ăn tiếp nha cả nhà. Video của em đến đây là kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau mấy ba cả nhà.